Nếu khi mà trong đầu các bác nghĩ rằng mình sẽ mua một chiếc xe Hyundai Accent thì các bác hãy nhớ ngay đến em Lê Hương, hãy gọi tên em đi ạ. Em Lê Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Tiếp theo hôm nay thì em lại về thêm được cho mình một mẫu xe Hyundai Accent. Nhưng đây là một mẫu xe Accent bản Blue đặc biệt cho em. Đời 2016, số sàn nhập khẩu, trang bị động cơ 1.4. Em Lê Hương đang bán là 345 triệu. Trước mắt thì em nó đang là biển 34, bánh đậu xanh, nơi mà em Hương đang sống và làm việc nhé. Quay luôn cho mình các bác này, tổng thể về ngoại thất này. Ngay đầu tiên các bác có thể nhìn thấy này, một cái đèn bi salon siêu sáng, có thêm giải LED định vị ban ngày cho em. Ở dưới có đèn gầm rồi. Biển 34A16699, biển số rất là đẹp luôn, 34 bánh đậu xanh đấy ạ. Đèn bi này, giải đèn LED này, đèn gầm có rồi. Mặt ga lăng của Hyundai thì có 4 đường dập lổi rất là sắc nét luôn. Tất cả những khớp lối thì cực kỳ khít này. Xi nhan trên gương bản Blue cao cấp nhất. Trang bị cho em có 4 bánh đều là phanh ABS chống bó cứng này. Đều là phanh ABS chống bó cứng đẹp cho em nhé. La răng thể thao rồi. Có hơi bẩn một chút là vì xe vừa về, em cho chưa cho đánh dọn gì mà em sẽ quay luôn. Gương kính thì liền đời theo xe, cam kết nhập khẩu đẹp, không đâm xô và không ngập nước. Táp ly đây ạ. Táp ly đẹp căng luôn. Phần trên là táp ly bằng nhựa cứng vân rất là đẹp rồi. Phần dưới đây thì là bằng nhựa, à bằng vải cao cấp cho em nhé, bằng vải mềm. Keo chỉ zin đẹp, nốt bấm đinh tán này. Số sàn 300, hơn 300 triệu thôi. Chính xác là 345 triệu, táp lô đẹp căng. 2016 nhập khẩu này, táp lô đẹp. Tất cả những nhựa cứng cũng như là cái thanh gió điều hướng điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. Một chút nữa sang bên khu vực bác tài em sẽ quay kỹ hơn về khoang đầu động cơ với cả khoang đầu lái trung tâm nhé. Bây giờ em sẽ quay trước cho mình này. Ốc thì không hề bị vặn xoáy này. Nhìn cho em này, nhìn thật tinh cho em này. Ốc không hề bị vặn xoáy. Gioăng cửa cũng vậy luôn, không hề bị mục lát luôn. Gương kính thì liền đời. Táp ly cũng đẹp căng cho em này, không hề có dấu hiệu mờ bóng này. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng sẽ cố gắng quay thật là kỹ cho khách hàng nhà mình luôn. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh là gì? Là khi các bác đi, các bác chốt móc khóa này vào, trẻ nhỏ sẽ không tự ý mở cửa được, nên các bác hoàn toàn yên tâm cho em. Đây nhá, vải mềm này. Móc khóa cửa này, từng con ốc nhỏ nhất bên cánh cửa lè đây. Cánh cửa này. Ghế da đẹp căng luôn. Với bản sedan đẹp như thế này, khoang cốp cực kỳ lý tưởng này. Phanh ABS đầy đủ chống bó cứng 4 bánh cho em, đi cực kỳ an toàn. Lốp còn khe rãnh rất là sâu, gầm bệ để chắc chắn rồi. Hyundai Accent 2016 nhập khẩu đẹp cho em. Phía sau trang bị 4 mắt cảm biến va chạm. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Bản Blue cao cấp nhất, em sẽ mở phần khoang cốp lên. Thường thường thì những cái bản sedan thì nó chỉ tương đương xem nhau thôi, không có gì là đặc biệt. Nhưng em vẫn cứ sẽ mở khoang cốp lên cho khách hàng nhà mình cùng em Hương tham khảo và xem chi tiết hơn. Bản sedan hai đầu cực đẹp này, khoang cốp rộng rãi và sạch sẽ này. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn đầy đủ cho em, không thiếu một cái gì. Keo chỉ zin bên lắp cabo, lắp cánh cửa, lắp cốp xe này. Còn nguyên cái thảm chống nóng giảm nhiệt này. Tai, bác nhìn tai bên phía dưới. Đây, keo chỉ zin này, đẹp căng luôn nhá. Không một lỗi nhỏ luôn. Nhập khẩu luôn. Đời 2016 đẹp. 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Cụm đèn hậu thiết kế to bản, không hề hấp hơi hay là mờ nước này. Cánh cửa phía trước là vừa rồi em mở ra, nên nhìn nó không được khít, chứ còn đẹp lắm luôn. Các khớp lối cực kỳ sắc nét cho em. Quay cho các bác form dáng của em nó này. Màu sắc đã đẹp rồi, form dáng chất chơi luôn. Đi thì còn cực kỳ sướng luôn. Accent bây giờ rất là được lòng khách hàng. Đây ạ, em quay luôn cho cả bánh phụ của mình. Bánh bên bác tài, bánh thứ hai bên bánh phụ đây nhá. Keo chỉ thì em sẽ quay luôn cho mình keo chỉ cánh cửa này. La răng thể thao, phanh ABS cực đẹp cho em rồi. Không đâm xô, không ngập nước, đấy là điều chắc chắn. Hồ sơ là hồ sơ đẹp cho mình. Chủ mã phải hẳn hoi thì các bác mới về sang tên đổi chủ được đúng không ạ? Đây, khóc móc khóa trẻ nhỏ thông minh này. Ghế da đẹp căng rồi, hàng ghế thứ hai này. Trần lì zin, nhưng mà bác chủ cũ cẩn thận bọc cho em nó một chút phần là ly lông ở trên rồi. Nên là rất là sạch sẽ luôn. Gương kính đây. Mở cửa nhẹ nhàng, không hề có tiếng cọt cà, cọt kẹt gì đâu ạ. Video này thì em xin đi hơi nhanh một chút, nhưng em vẫn cố gắng đi nhanh thôi. Nhưng em vẫn quay chi tiết cho các bác từng cái keo chỉ này, từng bộ phận, từng chi tiết này.
gương kính cụp chỉnh điện cho em. Sticker của nhà sản xuất cũng như là móc này. Xuất sắc luôn ạ. Bước vào trung tâm của khoang điều khiển đây. Túi khí an toàn trang bị ở trên vô lăng này. Tổ hợp phím bấm này. Cụm đồng hồ đây các bác nhìn cho em này, hiển thị này. Đây các cái cần gió gạt mưa cũng như là cụm đèn hậu của đèn pha hoạt động hoàn toàn bình thường. Đầu đài nguyên bản theo xe có hỗ trợ đầu DVD. Nghe nhạc radio thoải mái cho em sấy sưởi kính này. Điều hòa táp lô đẹp căng rồi, lấy gió trong ngoài. Mùa đông thì ấm áp mà mùa hè thì mát sâu accent rồi. Được lòng khách hàng nhà mình vì sao? Đi chất lượng đi rất đầm xe. Cần số 6 cấp. Trang bị cho em cổng USB, cổng AUX, tẩu thuốc đầy đủ cho em. Phanh chân phanh tay nhẹ nhàng thôi, không phải là chết dí thì dị mà đạp mãi không được đúng không ạ? Rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển cho mình. Em sẽ mở khoang trung tâm. Bên trong nó là gì? Khoang động cơ máy móc để khách hàng nhà mình cùng ngắm nhé. Xi nhan trên gương này. La răng thể thao phanh ABS đầy đủ cho em. Đèn đèn bi salon có giải đèn nét, đèn gầm đẹp. Nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn với cái giá 345 triệu. Em sẽ rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình để các bác về sang tên đổi chủ. Còn nếu như các bác nào mà muốn sang tên đổi chủ thì để em có thể hỗ trợ cho mình. Em làm dịch vụ cho mình cho nó nhanh. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng này. Ụ giảm chấn giảm sóc tai đèn này. Động cơ ác quy và nước làm mát cực kỳ khô ráo và đẹp cho em. Và cam kết rồi, không đâm sâu, không ngập nước. Keo chỉ zin bên cánh lắp cao này. Các lốt của nhà sản xuất máng nước đây. Xuất sắc luôn ạ. Đời 2016 trang bị động cơ 1.4 345 triệu là giá em Lê Hương đang chào bán cho chiếc xe Hyundai Accent bản Blue cao cấp nhất ạ. Nhấc máy lên và gọi cho em 0354602790. Rất mong sẽ nhận được những cuộc gọi thân yêu, những inbox của khách hàng nhà mình để về chốt xe và mua xe bên em nhé. Còn video của em đến đây là hết rồi. Bây giờ thì em xin phép được về vì khách gọi về để là giao xe rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những video tiếp theo ạ.